caso que vẫn nhớ đáp của mình. Bây giờ mình ở Nhật Bản, mọi người biết ở đây là ở đâu, là quận một gần để Thanh Tôn và Tây Ban Lương. Bây giờ là hẹn Tây Ban Lương nha, là bây giờ là cứ nha. Ở đây quán cà phê Fujiyama. Mọi người ơi, quán Fujiyama là quán mới, là một tháng hai tháng trước nha, là khai trương ở đây. Hôm nhâm đây là thoải mái đó. Ở đây có máy lớn ở đây. Lần này cũng gọi cà phê sữa là ông là không phải nhiều nữa, à nhiều. Cái này là kiếm chủ quán này nghĩ là bảo vệ môi trường đó, là rất tốt nha. Là ly này là cũng tốt đẹp nhé. Đối với Kazu ở đây có một điểm đặc biệt, điểm đó là cái này. Mọi người thấy cái này không phải trà đá, là nghĩa là mọi người khi đi quán cà phê thì cũng có trà đá nữa, đúng không? Nghe là nước suối. Wow. Cà phê này ngon đấy. Fujiyama làm cà phê bằng hạt arabica đấy, chắc chắn ngon, chất lượng cao đấy, ngon. Sản phẩm của Đà Lạt nhé, nên chắc chắn ngon lắm. Giống như là Trung Nguyên, nhưng cái này ngon hơn đấy. Bây giờ là có một nhân viên đấy. Có một cá gọi á. Tại đây xem Google nè. 24 giờ là, và mỗi ngày đều mở cửa 24 giờ. Có lẽ không, ở đây là 8 giờ đấy, 9 giờ tối. Và tôi nghĩ là hẻm Thái Ban Lương này là có phong cảnh Nhật Bản, giống như Nhật Bản đó. Nên nhiều người Việt Nam đến ở đây để chụp hình đó, đúng không? Khi vượt qua quán này thì tôi thường thấy nhiều người Việt Nam trẻ là nghỉ ngơi ở đây, sau đó là chụp hình nữa đó. Nên mọi người hãy đến ở đây nha, chắc chắn là thoải mái. Và Fujiyama là núi cư sĩ đó. Nhưng hầu như người Nhật Bản nói là Fujisan. Núi là có hai loại động, các động đó, là Yama và San. Cho nên là hầu như người Nhật Bản là gọi là Fujisan đó. Nhưng mà người nước ngoài thường nói là Fujiyama đó. Từ 25 tuổi đến bây giờ đó, mình làm diễn biến nè, diễn hài nè. Sau khi mới đến Việt Nam nè, Kazu và Shinsuke đã tham gia chương trình và sự kiện Việt Nam nè. Và thỉnh thoảng tổ chức giao lưu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản cho người Việt Nam, cho người cả hai, cho người Việt Nam và Nhật Bản nè. Nhưng hiện nay là do Corona này, không tham gia được chương trình sự kiện và lễ hội Nhật Bản. Khi 22 tuổi là sau khi tốt nghiệp trường đại học thì mình đi làm công ty trang trí là stylist, biết không? Mọi người biết không? Là công ty của mình có trong đài truyền hình Fuji Television nè, đài truyền hình Nhật Bản. Và sau đó thay đổi công việc từ khi đó đến bây giờ, tôi là nghệ sĩ hài, diễn viên hài và giống như là YouTuber nè, là từ biên tập nè và quay video. Cái này cà phê này ngon và tươi và
hôn nhân ở đây là rất thoải mái, em hải cảng ở đây và sau đó là đi chụp hình ở khu Nhật Bản. Chắc chắn là mọi người sẽ không thấy giống như đi du lịch Nhật Bản nhé, Nhật Bản cũ nhé, là tôi đầy Showa. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye, mình hẹn lại ca sĩ quán ông Double.